Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh hôm 13 tháng 9 để thảo luận về các vấn đề quân sự, xung đột Ukraine và khả năng Moscow hỗ trợ chương trình vệ tinh của Bình Nhưỡng. Trước đó, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại sân bay vũ trụ Vostokny thuộc vùng Amur, phía nam nước Nga ngày 13 tháng 9, Tổng thống Putin vừa nói vừa bắt tay ông Kim trong khoảng 40 giây. Rất vui được gặp ông. Ông Putin giới thiệu thêm, đây là sân bay vũ trụ mới của chúng tôi. Theo hãng tin Reuters, tại địa điểm phóng tên lửa vũ trụ tiên tiến nhất của Nga ở vùng Viễn Đông, hai ông thảo luận về khả năng đưa một phi hành gia Triều Tiên vào vũ trụ. Nói về quyết định thăm Nga sau 4 năm, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim cho biết điều này thể hiện Bình Nhưỡng đang ưu tiên tầm quan trọng chiến lược trong các mối quan hệ với Moscow. Theo đài CBS News của Mỹ, quyết định của Moscow tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Trung tâm Vũ trụ Vostokny Kosmodromy cho thấy ông Kim đang tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật của Nga trong nỗ lực phát triển các vệ tinh trinh sát quân sự mà nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả là rất quan trọng để tăng cường sức mạnh cho dàn tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Đáng nói, trong 4 tháng qua, Triều Tiên đã 2 lần phóng vệ tinh trinh sát thất bại. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, các bức ảnh được công bố hé lộ tháp tùng ông Kim là ông Park Tae-sung, bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Quốc gia, tham gia vào chương trình vệ tinh do thám, và đô đốc hải quân Kim Myung-sik, người liên quan đến những nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển vệ tinh do thám và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân. Tại Trung tâm Vũ trụ Vostokny Kosmodromy, khi được truyền thông hỏi liệu Nga có hỗ trợ Triều Tiên phát triển vệ tinh hay không, ông Putin trả lời rằng đó là lý do tại sao chúng tôi tới đây. Tổng thống Nga Putin cũng tiết lộ rằng vấn đề hợp tác quân sự đã được hai lãnh đạo thảo luận, nhưng ông không cho biết chi tiết. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thảo luận hợp tác quân sự với ông Kim Jong-un, ông Putin nhắc lại những hạn chế nhất định trong việc gửi viện trợ quân sự cho Triều Tiên. Chương trình của ông Kim Jong-un tại Nga cũng sẽ bao gồm các hoạt động về môi trường và giáo dục, với các chuyến thăm tới Đại học Liên bang Miền Đông và Viện Hàn lâm Khoa học Nga, trong đó có phòng thí nghiệm sinh học biển. Ở một góc nhìn khác, cựu nhân viên tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Rebecca Kobler chia sẻ với đài Fox News rằng việc quan hệ Nga-Triều Tiên được siết chặt sẽ là một bài toán chiến lược lớn cho Mỹ và đồng minh. Ông cho rằng cuộc gặp lần này là một lời thách thức rõ ràng gửi tới phương Tây. Hai đối thủ hàng đầu của Mỹ và phương Tây đang hợp tác, mở rộng hợp tác quân sự. Nga đang sở hữu công nghệ hiện đại hàng đầu về công nghệ vũ trụ và vũ khí hạt nhân. Ông Kobler nói nếu Nga quyết định chia sẻ các công nghệ này cho Triều Tiên thì Mỹ sẽ gặp bất lợi, chưa kể hai nước này cũng có mối quan hệ rất gắn bó với Trung Quốc. Chuyên gia này cho rằng hợp tác Nga-Triều Tiên ở bối cảnh hiện tại nhiều khả năng sẽ là Triều Tiên hỗ trợ đạn dược cho Nga trong kế hoạch quân sự mà Moscow đang triển khai ở Ukraine. Đổi lại, Nga sẽ hỗ trợ thực phẩm, công nghệ và năng lượng cho Triều Tiên. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau tại Trung tâm Vũ trụ Vostokny, vùng Viễn Đông Nga, để thảo luận về nhiều vấn đề từ hợp tác kinh tế, các vấn đề nhân đạo, tình hình trong khu vực và các chủ đề khác. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết thêm, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra chi tiết và họ nhất trí các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông Peskov nói, Triều Tiên là láng giềng của Nga và chúng tôi dự định xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, cùng có lợi dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau với Bình Nhưỡng. Ông Peskov xác nhận Tổng thống Putin và ông Kim Jong-un không có kế hoạch gặp thêm và rằng Moscow đang chuẩn bị cho chuyến thăm Bình Nhưỡng dự kiến diễn ra vào tháng 10 của Ngoại trưởng Lavrov. Giống như chuyến thăm trước đó vào năm 2019, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quà tặng. Ông Kim tặng ông Putin thanh kiếm Triều Tiên, đại diện cho sức mạnh và tâm hồn của nhân dân Triều Tiên. Còn ông Putin tặng ông Kim một thanh kiếm Kosak, cũng như một bộ ly uống trà có giá đựng mà người Nga thường sử dụng trên tàu hỏa để ông Kim có thể dùng trong các chuyến đi xa. Và trong chuyến thăm này, theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã tặng Chủ tịch Kim Jong-un một chiếc găng tay từ bộ đồ phi hành gia từng được sử dụng để bay vào vũ trụ vài lần và một khẩu súng trường sản xuất trong nước có chất lượng cao nhất. Ông Kim cũng tặng ông Putin một khẩu súng trường do thợ thủ công Triều Tiên chế tạo. Ngoài ra còn có những món quà khác. Ông Peskov lưu ý nhưng không nêu cụ thể. Ông thừa nhận Điện Kremlin rất hiếm khi nói về những món quà giữa các lãnh đạo cấp cao. Trước đó, trong cuộc gặp này, Tổng thống Putin đã mở tiệc chiêu đãi Kim với những thực đơn đắt đỏ bậc nhất.
Quốc yến diễn ra sau khi ông Kim có cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại trung tâm vũ trụ Vostochny, vùng Amur, viễn đông Nga. Thực đơn bữa tiệc được hãng thông tấn Russia 1 đăng tải, gồm các món salad vịt với quả sung ngọt và quả xuân đào, há cảo cua Kamchatka, canh cá chấm cỏ, cá tầm với nấm và khoai tây, thịt bò với rau củ nướng, quả mọng taiga với hạt thông và sữa đặc, kem hắc mai biển. Đây là quốc yến thứ hai mà Nga tổ chức để chào đón ông Kim. Trước đó, một bữa tiệc tương tự đã được tổ chức khi ông Kim đến thăm thành phố Vladivostok, Nga hồi năm 2019. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trải nghiệm chiếc limousine Aurus, xe chuyên dụng dành cho Tổng thống Nga khi cả hai nhà lãnh đạo tham quan sân bay vũ trụ Vostochny thuộc vùng Viễn Đông bên thềm hội đàm Nga-Triều Tiên vừa qua. Ông Putin giới thiệu về chiếc xe, sau đó mời ông Kim Jong-un lên ghế sau. Tổng thống Nga đi vòng sang phía cửa đối diện để lên xe ngồi cạnh lãnh đạo Triều Tiên. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA, Tổng thống Putin đã mời Chủ tịch Kim Jong-un xem xe riêng của mình trước khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc hội đàm. Xe limousine Aurus Senat do Viện ô tô nhà nước Nga Nami phát triển từ năm 2013 được mệnh danh là một trong những xe hộ tống an toàn bậc nhất hiện nay. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Nga để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ sau cuộc gặp với Tổng thống Putin hồi năm 2019. Hiện cả Nga và Triều Tiên đang phải chịu lệnh cấm vận ngặt nghèo từ bên ngoài. Sau khi các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc và tiếp đó là các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, lệnh cấm vận với Triều Tiên ngày càng được siết chặt. Nước Nga thì cũng đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh đó, xuất hiện nhiều lời đồn đoán về mục đích chuyến thăm. Báo chí phương Tây cho rằng Triều Tiên đang cần sự trợ giúp của Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, nhất là về công nghệ tên lửa nhằm buộc Mỹ phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Còn với Nga, khi cuộc xung đột ở Ukraine kéo dài và có nguy cơ chuyển thành cuộc chiến tiêu hao, Nga đang tìm nguồn bổ sung vũ khí từ Triều Tiên, nhất là các loại đạn pháo và tên lửa chống tăng. Cuộc gặp lần này là nơi để Moscow và Bình Nhưỡng bàn phương cách trao đổi những thứ mà mình cần. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những lời đồn đoán. Còn điều có thể thấy rõ là chuyến thăm của ông Kim Jong-un nhằm mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ về kinh tế từ các đối tác truyền thống như Nga, từ đó giảm bớt tác động từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Một điều quan trọng nữa với cả Nga và Triều Tiên là những cuộc viếng thăm như vậy tạo diễn đàn để hai bên có thể bày tỏ quan điểm của mình với bên ngoài, đồng thời khẳng định chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây không thể cô lập hoàn toàn được Moscow và Bình Nhưỡng. Trước cuộc họp cùng Tổng thống Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định quốc gia của ông cam kết tiếp tục phát triển quan hệ và tình bạn truyền thống với Nga. Ông Kim nói, tôi cảm thấy vinh dự khi Ngài Tổng thống chuẩn bị cơ hội gặp gỡ tại một địa điểm đặc biệt như bãi phóng này, trái tim của vị thế cường quốc không gian của các bạn và cho chúng tôi hiểu sâu sắc về con đường phía trước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với ông Putin rằng bản thân hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến thiêng liêng của Tổng thống Nga chống lại các thế lực bá quyền. Ông Kim nói với ông Putin thông qua người phiên dịch, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo Nga, và chúng ta cùng đồng hành trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc. Mỹ và các đồng minh đang theo dõi sát sao hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại rằng ông Kim có thể cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga, quốc gia đang tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine trong hơn 18 tháng qua. Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2023 cho biết, việc thanh toán bằng đô la Mỹ bị hạn chế đã thúc đẩy nhiều quốc gia đặt ra mục tiêu thanh toán bằng chính đồng nội tệ của mình và tìm các phương án dự trữ ngoại tệ khác thay vì lựa chọn Mỹ và châu Âu. Ông Putin cũng cho rằng niềm tin vào chính sách tài chính của Mỹ và châu Âu đang dần suy yếu. Nói về việc phương Tây phong tỏa gần 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga ở nước ngoài, Tổng thống Putin cho biết Nga kiếm được gấp đôi số đó kể từ khi phương Tây bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, ông Putin cũng cho rằng Moscow cần phải cho các doanh nghiệp nước ngoài thấy đầu tư ở Nga đáng tin cậy hơn so với phương Tây. Ông Putin nói thêm, hiện tại chuỗi cung ứng quốc tế gần như đã được khôi phục, mọi hoạt động đã quay trở lại bình thường. Chúng tôi nhận thấy rằng điều này cũng liên quan đến tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ các nước so với đồng đô la Mỹ. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng nhà nước và doanh nghiệp phải là đối tác bình đẳng. Ông Putin cho rằng việc phương Tây tịch thu tài sản hợp pháp của Nga ở nước ngoài là điều không thể tránh khỏi.
Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, một số nước phương Tây đang phá hủy quan hệ kinh tế toàn cầu mà họ từng góp phần xây dựng. Ông cũng cho rằng không phải quốc gia nào cũng ủng hộ hành động này. Theo ông Putin, hệ thống kinh tế quốc tế đang thay đổi, một phần vì một số quốc gia phương Tây đang làm xáo trộn hệ thống quan hệ tài chính, thương mại và kinh tế họ đang tham gia. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2023 đang bắt đầu diễn ra tại thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9. Với chủ đề Con đường dẫn tới hợp tác, hòa bình và thịnh vượng, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay được xây dựng bởi chương nghị sự quốc tế, bao gồm gặp gỡ kinh doanh đối thoại với đại diện các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, các nước ASEAN, Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU và khối những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS. Kể từ khi Nga phát động cuộc xung đột ở Ukraine, Liên minh châu Âu, EU, Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ vàng, ngoại tệ của Moscow như một phần trong các lệnh trừng phạt. Dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga giảm 8,4% năm 2022. Hồi tháng 3, Ngân hàng Trung ương Nga tái khởi động việc công bố dữ liệu về cơ cấu dự trữ nhà nước. Tính đến tháng 8, số vàng và dự trữ ngoại hối của nước này đạt 580,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Washington và Brussels vẫn tranh cãi nên sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga như thế nào để hỗ trợ Ukraine. Một số quan chức phương Tây cho rằng nên tịch thu tài sản bị đóng băng Nga, song lo ngại điều này đi kèm thách thức pháp lý rất lớn. Giới chuyên gia cho biết, luật pháp quốc tế không cho phép tịch thu tài sản dự trữ của một chính phủ ở nước ngoài, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Việc các nước tịch thu dự trữ ngoại tệ vàng của Nga sẽ đánh dấu bước đi chưa từng có tiền lệ, có thể làm tăng lo ngại về rủi ro khi gửi tài sản dự trữ ở nước ngoài. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.